Đối với cuộc bầu cử sắp tới đây, có 4 cách an toàn để cử tri đã đăng ký có thể bỏ phiếu. Thứ nhất, quý vị có thể gửi lá phiếu đã hoàn tất qua đường bưu điện. Thứ hai, quý vị có thể gửi lá phiếu đã hoàn tất đến một trong nhiều địa điểm nhận phiếu trên toàn quận. Thứ ba, quý vị có thể mang lá phiếu đã hoàn tất đến một địa điểm bỏ phiếu sớm. Thứ tư, quý vị có thể đích thân đến phòng phiếu để bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Vui lòng truy cập trang mạng của Sở ghi danh cử tri tại sbcountyelections.com. Đây là lá phiếu của quý vị, phiếu bầu của quý vị luôn luôn được bảo mật.